Hôm nay có người mua một thùng Yamaha nè. Sau này nói chung là đẹp ha. Chích thử cái trên, chích thử này nè. Cái này đang bán là 300.000 cặp ha. Một thùng là sao cái này nó bị sao bị không nằm ở trong đây. Một thùng là 9 cặp. Ai mua lẻ thì bán 300.000 cặp, mua hết thùng tức là hết 9 cặp thì bán 220.000 cặp. Rồi cái này là 16. Thử cái này luôn. Là 16 này đang bán 250.000 cái. Ai mua 9 cái thì bán 200.000 cái. Này là hàng mới ha. Này là nhà máy sản xuất Yamaha 840W. Một khay là 9 cái. À, bởi vậy mới có số 9 chứ không thì cũng không có số 9. Rồi ai có nhu cầu liên hệ. Cảm ơn.